ngoài đồng mát mẻ vậy, ăn bánh nữa thì còn gì bằng hả Long? Ừ. Công nhận cảnh đẹp thiệt cái Lộc. Ừ. Mà mát nữa chứ. Ừ. Nhưng mà con cái á, buồn thiệt. Buồn thì thử súng. Ừ. Súng đẹp ha. Quá đẹp. Ừ. Vậy ai chơi lại mình. Gì? Alo. Gì? Có ai ngồi bên kia kìa. Ờ đúng rồi. Ủa? Mà sao giống thằng Tính với Long quá hả? Ờ đúng rồi. Ủa? Mà nó gọi nó ăn gì vậy ta? Ờ. À. Mình đang buồn mà. Ờ. Qua sự nó lấy bánh ăn nè. Ý kiến hay. Đi. Đi. Ê. Hả? Mà Phan. Để anh lấy bà bối của anh cái. Ừ. Ủa gì ta? Mặt nạ. Coi nè. Ngầu thế anh. À? Sao mà không ngầu? Được chưa, được chưa? Được rồi. Giờ mà về đi thôi. Đi. Nè là ai vậy? Ai tao là cướp chứ ai. Ủa? Ở đây có đâu mà cướp? Ừ. Có gì là cướp nấy à? Đã có cướp xác em nè. À? Trời ơi, nhìn mày thấy gớm mày cướp mày ơi. Biến mày. Trời Long ơi. Rồi chạy đâu thân luôn. Thôi kệ đi, vô ăn đi Lộc. Ok. Bánh ngọt nha. Không vậy mà cũng có bánh ăn luôn mày. Ừ đúng rồi. Má đàn ngàn bánh ngon lành tự nhiên đâu ra hàng cướp lại cướp hết tơn luôn. Em sợ cướp sắt của em á. Hả? Ê Tài ơi, mày hay mày gớm, tao cũng chạy để chi cướp. Ê Lộc. Mình nhờ mình hù vậy mà mình cũng bánh ăn hả mày? Ừ. Mai hay á, tụi nó không có súng. Nếu có súng á, mình tiêu rồi. Ừ. Mỗi ngày mấy ngon ha. Ừ. Ừ. Này mát ha. Ừ, đúng rồi. Ê Long. Gì? Mày nhìn lưng đứa kìa. Wow. Súng ngoại đế ta. Ừ đúng rồi. Giờ sao anh Tính? Bây giờ có súng đó lại lấy chơi đó chứ sao. Ok. Đi. Bây giờ em thích cái nào? Cái đó. Nào. Tới công chuyện mày với tao rồi con. Đi Long. Đi. À, bánh của tao sảnh thơi quá ha. Dương bánh của tao nè. Ây da. Bánh của tao nè. Nói kìa Lộc. Giảm bánh tao hả? Chơi nó Lộc. Chết cha nó gì Lộc ơi. Chạy. Lấy với em kìa anh Tính. Chơi nó. Dí heo tao hả mày? Núp hả mày? Quay hả mày? Muốn đấu với anh hả mày? Tới cưng cái lóc, tới cưng cái lóc. Ok em. Mày hiếp bớt.
Mày dám bắn anh anh Cương. Tới được luôn kìa anh Lân. Tới anh cảnh tinh. Ừ, để nó cho anh. Coi anh là ông. Mày vậy mày? Dám bắn tao hả? Bắn đi Lộc. Lộc, bắn đi Lộc. Tới lần anh là cưng. Ok. Mày dám bắn anh nữa, ăn đạn cưng. Bắn kêu anh lên đây. Giờ sao vậy? Anh cũng không biết luôn nữa. Má nó bằng ghê quá. Ủa? Hình như nó đạn gì đó. Anh ơi, nó đạn rồi anh ơi. Ừ. Hình như nó hết đạn đó Lộc. Ha ha. Trứng vịt. Anh có đồ chơi đó nha Long. Bối gì đó trời. Cứ núp cho kỹ đi. Anh lại lấy bảo bối của anh mới được. Rồi em núp. Ủa? Mà nó chạy đâu đi lấy gì ta? À ha. Đi lấy bảo bối chứ vậy. Không có cửa đâu cưng. Wow. Ha ha. Xong mày cậu con. Hồi lên tính thôi. Long, của anh Béo. Chị. Hay bảo bối của anh cho. Trứng vịt. Hả? Đi lấy trứng vịt làm gì vậy? Chơi được ba. Chơi không được anh lấy chị mày. Mày ra ngoài đó đi. Để anh xử con đầu đàn cho mày coi nè. Ok. Lấy một vịt hả mày? Cho mày một viên nè. Nãy giờ bắn tao hả mày? Cho mày viên ngay đầu luôn nè. Mày à. Gì hết trời. Ngay đầu. Ủa? Anh Lân bị gì ta? Chết cha Lộc ơi. Chạy đi đâu? Ôi, chạy. Ôi, mình cũng chạy luôn. Bỏ cái thằng ăn cắp phần trộm đó nha mày. Thằng nhỏ chạy luôn rồi. Về Long.